Kính thưa quý vị, vào sáng ngày 3 tháng 8 tại thủ đô Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp để giới thiệu nhân sự và bầu đồng chí Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị. Tại hội nghị, căn cứ các quy định của Đảng trên cơ sở định hướng giới thiệu nhân sự của Bộ Chính trị, Trung ương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận dân chủ, suy tôn, thống nhất rất cao với số phiếu tuyệt đối 100% bầu đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, giữ chức Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu khẳng định kế thừa và phát huy những thành quả cách mạng mà cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các thế hệ lãnh đạo đi trước đã gây dựng, duy trì sự đoàn kết, thống nhất và cùng tập thể Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết tâm lãnh đạo chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra, tổ chức thành công Đại hội 14, đưa đất nước vững bước phát triển trong giai đoạn mới. Ngay sau khi được bầu, đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã chủ trì họp báo. Vâng, và như vậy là Việt Nam chúng ta đã có Tổng Bí thư mới, đó là Tổng Bí thư Tô Lâm, người mà toàn dân toàn quân chúng ta đang rất mong đợi để kế nhiệm thay bác, tiếp tục công cuộc đốt lò vĩ đại để diệt những quan tham, để đưa đất nước phồn vinh. Chúng ta đều biết, Đại tướng Tô Lâm đã đồng hành cùng với Bác Trọng trong nhiều năm, và ông có công lao rất lớn trong công cuộc đốt lò vĩ đại, được quần chúng nhân dân tán thưởng nhiệt thành. Và cũng rất nhiều ý kiến mong muốn rằng Đại tướng Tô Lâm sẽ lên kế nhiệm thay bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và rất nhiều ý kiến cho rằng việc Chủ tịch nước Tô Lâm kế nhiệm bác là được sự ưu ái của bác Nguyễn Phú Trọng, và dư luận rất mong muốn Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là người kế nhiệm thay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vậy Chủ tịch nước Tô Lâm có thực sự là người được Bác Trọng ưu ái trước khi Bác Trọng mất để chọn làm người kế nhiệm hay không? Thì chúng ta cùng tìm hiểu, phân tích qua video số này. Vâng, trước thời gian Bác mất, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Quốc hội đã kiện toàn được các chức danh lãnh đạo, chủ chốt và lãnh đạo cấp cao của đất nước, đặc biệt là chức danh Chủ tịch nước. Chúng ta quay lại thời điểm là vào sáng ngày 22 tháng 5 năm 2024, tại kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khóa 15, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12-13, Bộ trưởng Bộ Công an, được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông là vị đại tướng thứ 3 của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, giữ cương vị nguyên thủ quốc gia của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bất ngờ hơn, sáng ngày 3 tháng 6 năm 2024, Bộ Chính trị đã quyết định phân công Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, đảm nhiệm cương vị Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Ông là vị tướng lực lượng vũ trang đầu tiên đảm nhiệm cương vị phụ trách công tác hậu cần, giúp việc cho Trung ương Đảng sau khi Đại tướng Tô Lâm được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước và được miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Công an. Đồng thời, Thủ tướng Phạm Minh Chính ra quyết định giao nhiệm vụ cho Thượng tướng Trần Quốc Tỏ đảm nhiệm công việc Thứ trưởng phụ trách điều hành Bộ Công an. Việc Bộ Chính trị lúc đó chưa thông qua được nhân sự để giới thiệu cho Quốc hội thông qua, giữ chức vụ đặc biệt quan trọng không chỉ trong chính phủ mà còn cả trong hệ thống chính trị Việt Nam. Thời gian đó đã khiến dấy lên nghi ngờ uy tín của Đại tướng Tô Lâm bị giảm sút, và nhiều trang phản động đánh phá vào nhà nước Việt Nam ta đã đăng tin và đưa những tin đồn rằng khi nhân sự của ông và lực lượng công an nhân dân giới thiệu cho Bộ Chính trị kế nhiệm ông trên cương vị Bộ trưởng Bộ Công an, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương chưa được Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhất trí thông qua, và những trang như BBC, GFA, Việt Tân và nhiều những trang phản động khác sống lưu vong ở nước ngoài đã đưa ra nhiều ý kiến trái chiều cho rằng vừa qua Đại tướng Tô Lâm chỉ huy lực lượng công an tiến hành tấn công tội phạm tham nhũng tiêu cực quá ác liệt, khiến chính trường Việt Nam rung lắc dữ dội, tạo ra cơn đại địa chấn chưa từng có trong lịch sử. Thế nên để hạ nhiệt sức nóng khủng khiếp từ cuộc tổng tấn công các thế lực tham nhũng tiêu cực, các phái cánh lợi ích nhóm sân sau của chính trường, Việt Nam đã đưa Đại tướng Tô Lâm rời vị trí chỉ huy lực lượng công an nhân dân và cố gắng đưa ra một nhân sự từ khối cơ quan dân sự vào chỉ huy lực lượng công an nhân dân, đồng thời tách các vị tướng, thứ trưởng Bộ Công an, thủ trưởng các cơ quan điều tra Bộ Công an ra khỏi mối liên kết với Đại tướng Tô Lâm trong cuộc chiến đốt lò vĩ đại.
đang được quần chúng nhân dân tán thưởng nhiệt thành. Vâng, đó là những lời phản động muốn công kích vào các lãnh đạo của Việt Nam chúng ta. Và sự thật diễn ra không hề như vậy. Chính phủ Việt Nam chưa kiện toàn ngay chức danh Bộ trưởng Công an là do các cấp có thẩm quyền cần hoàn thiện quy trình để bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo cấp cao, chứ không hề có một âm mưu nào được âm thầm triển khai nhằm cô lập Đại tướng Tô Lâm khỏi cuộc chiến đốt lò như những suy diễn của các thế lực thù địch. Thậm chí, việc Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, được phân công giữ chức Chánh văn phòng Trung ương Đảng còn được dư luận cho rằng sẽ giúp cuộc chiến đốt lò trở nên mạnh mẽ hơn. Bởi vì ở cương vị này, tướng Ngọc sẽ có một cái nhìn bao quát hơn về hoạt động của Trung ương Đảng và các cấp ủy địa phương, từ đó giúp ông nhanh chóng nhận ra sự bất thường trong cấp ủy cơ quan Đảng để kịp thời ngăn chặn, tránh những hậu quả đáng tiếc như vừa qua, khiến sức chiến đấu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy một số địa phương bị tê liệt hoàn toàn. Thậm chí có những địa phương bị dư luận đánh giá rằng Ban Thường vụ Tỉnh ủy bị tội phạm tham nhũng khống chế, điển hình là Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Như chúng ta đã biết, chiều ngày 6 tháng 6 năm 2024, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị Thủ tướng Phạm Minh Chính bổ nhiệm Thượng tướng Lương Tam Quang, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an. Cuối giờ chiều cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch nước Tô Lâm bổ nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Công an đối với Thượng tướng Lương Tam Quang. Thượng tướng Lương Tam Quang và Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc được biết đến hai vị tướng là cánh tay đắc lực đối với Đại tướng Tô Lâm trong cuộc chiến đốt lò. Nhiều người ví rằng, trong cuộc chiến đốt lò, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là vị Tổng Tư lệnh, Đại tướng Tô Lâm là Tư lệnh chiến trường, còn Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc và Thượng tướng Lương Tam Quang là vị chỉ huy mặt trận. Việc Thượng tướng Lương Tam Quang và Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc được bổ nhiệm lên một chức vụ mới có sức ảnh hưởng lớn trên hệ thống chính trị Việt Nam, giúp nâng cao uy tín chính trị của Chủ tịch nước Tô Lâm. Đại tướng Tô Lâm được dư luận cho rằng vì ông nhận được sự ủng hộ lớn từ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự ủng hộ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với Đại tướng Tô Lâm được thể hiện ngay sau khi hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Sau khi Trung ương Đảng nhất trí giới thiệu Đại tướng Tô Lâm giữ chức vụ Chủ tịch nước, kết thúc đại hội tại phòng làm việc riêng của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian gặp gỡ, chúc mừng và trao đổi công tác với Đại tướng Tô Lâm và các lãnh đạo chủ chốt của đất nước. Dư luận nhận định rằng cuộc gặp gỡ đầy thân mật này là một sự kiện chưa từng có tiền lệ, thể hiện sự gửi gắm niềm tin của cá nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Đại tướng Tô Lâm, tân Chủ tịch nước và các lãnh đạo chủ chốt của đất nước Việt Nam ta. Hiện nay, sau sự ra đi đột ngột của Bác Trọng, nhân sự được dư luận đề cao nhiều nhất để kế nhiệm Bác Trọng đó chính là Chủ tịch nước Tô Lâm. Vậy tại sao Chủ tịch nước Tô Lâm được dư luận đánh giá cao như vậy? Chủ tịch nước Tô Lâm đã giúp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hiện thực hóa mong ước cuộc chiến chống tham nhũng không có vùng cấm, đưa công tác phòng chống tham nhũng trở nên thực chất, chứ không chỉ là những lời hiệu triệu mang tính phong trào như các nhiệm kỳ Tổng Bí thư trước. Bên cạnh đó, uy tín và sức ảnh hưởng chính trị của Chủ tịch nước Tô Lâm được đánh giá đang ở mức độ đặc biệt cao. Ông có khả năng cầm trịch và điều tiết công việc. Điều này là yêu cầu rất quan trọng đối với vai trò của Tổng Bí thư. Vì thế, nếu trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vì lý do sức khỏe buộc phải rời nhiệm sở, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ được bầu kế nhiệm chức danh Tổng Bí thư. Điều này là kịch bản không hề bất ngờ đối với Việt Nam. Dựa vào những thông tin này, lợi dụng việc Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam liên tục có những thay đổi nhân sự trong mấy tháng vừa qua, nhất là vào tháng 5 và đầu tháng 6 năm 2024, để kích động vào lãnh đạo trong hệ thống chính trị Việt Nam. Nếu những ai loáng thoáng nghe, thiếu suy xét thì có thể ít nhiều hoang mang, dao động. Song về cơ bản, những điều đó do những thành phần chống phá nhà nước đưa ra và đã bị dư luận kết luận rằng đó là bệnh ngứa mồm chính trị mãn tính. Nếu như thời phong kiến, ắt là bọn này đã bị cắt lưỡi lâu rồi. Những kẻ tâm thần chính trị chống phá đảng nhà nước ta đâu có biết những sai phạm mà một bộ phận cán bộ đảng viên từ cấp thấp đến cấp cao bị vào lò trong thời gian vừa qua là một tất yếu. Vấn đề này đã được cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đẩy mạnh. Song vào thời điểm đó, các điều kiện đánh giặc nội xâm tham nhũng còn chưa chín muồi, nên đành phải đến thời kỳ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mà ngay cả nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng còn gặp muôn vàn trở ngại. Phải đợi đến nhiệm kỳ thứ hai, rồi tiếp đến nhiệm kỳ thứ ba mới có đủ các điều kiện để đốt lò cháy nóng tới mức củi tươi cũng phải cháy. Điều quan trọng nhất đó là lòng dân đã có phản ứng gay gắt với quốc nạn tham nhũng.
Dân là tai mắt soi xét tư cách đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên từ cơ sở lên trung ương. Dân đòi trung ương phải mạnh tay chống tham nhũng để giữ thanh danh của đảng, làm cho sạch đảng và hệ thống chính trị. Việc phát trọng bệnh quan tham đâu phải là cố hữu của thể chế độc đảng như quy trục của bọn lăng loàn chính trị trên không gian mạng. Nếu như chịu khó tìm đọc sử sách, sưu tầm thông tin đó đây, thì có thể thấy loại bệnh tham nhũng phát sinh liền với nắm giữ quyền lực. Tha hóa quyền lực chẳng chừa một mô hình thể chế độc đảng hay đa đảng. Ở Hàn Quốc, nền kinh tế lớn thứ 11 thế giới năm 2017, năm 2021 xếp thứ 10, sau đó lại tụt hạng, bị xếp hạng yếu về chống tham nhũng, đã có 5 đời tổng thống vào lò. Ukraine hiện đang trong cảnh dầu sôi lửa bỏng chiến tranh, song vẫn phải ra tay trừng trị kẻ tham nhũng. Nước Mỹ đang trong cuộc đua quyết liệt vào Nhà Trắng. Đối thủ của ông Biden đang bị bêu danh bởi vụ việc lợi dụng tài sản công vào việc chu cấp cho nhân tình. Nếu chỉ có chế độ độc đảng ở Việt Nam mới đẻ ra tham nhũng, thì cớ sao Liên Hợp Quốc phải ban hành Công ước Quốc tế về phòng chống tham nhũng năm 2003? Trong đó, ngay dòng đầu đã chỉ ra rằng lo ngại về tính nghiêm trọng của các vấn đề cũng như những mối đe dọa do tham nhũng gây ra đối với sự ổn định và an ninh xã hội, xói mòn của thể chế và các giá trị dân chủ, các giá trị đạo đức, công lý và gây tổn hại đến sự phát triển bền vững và chế độ. Như vậy, vấn đề tham nhũng là vấn nạn mang tính toàn cầu. Việt Nam là một thành viên của tổ chức này, đã và đang tích cực tham gia. Trước hết là vì sự liêm khiết của đảng cầm quyền, sau đó là góp vào văn minh, tiến bộ của nhân loại. Việc Đại tướng Tô Lâm được tiến cử vào vị trí Chủ tịch nước cũng không phải do động cơ chính trị của cá nhân ông, mà đó là nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Và nhiều ý kiến cho rằng đó là tín hiệu vui để có thể hy vọng sau khi Bác Trọng nghỉ thì Bác Tô sẽ đốt lò tiếp, chứ không buông bỏ, dừng nghỉ. Nếu như trong gần 2 nhiệm kỳ làm Bộ trưởng Công an, ông không hoàn thành nhiệm vụ đứng đầu ngành công an, không góp phần bảo vệ đảng, nhà nước, chế độ, không tích cực, quyết liệt, chống tham nhũng, không góp công vào đánh bại mọi âm mưu bạo loạn, lật đổ của các thế lực phản động, thì làm sao ông có thể vào vị trí hiện tại được? Còn việc ông có được tiếp tục, được giữ trọng trách trong tương lai, nhất là vào Đại hội Đảng 14 của Đảng, ông được Trung ương giới thiệu tái cử, được đại biểu bỏ phiếu tán thành, đó cũng là do năng lực và phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng của ông quyết định. Không nên vì thế mà dựng rào chắn lối chính trị của ông. Việc thuộc cấp của ông được cân nhắc vào một số vị trí trọng yếu, ví dụ như Bộ trưởng Công an, Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương hay có nhiều tướng lĩnh người Hưng Yên trong ngành công an, thì cũng không nên quy chụp là cục bộ nhóm, cục bộ địa phương, càng không được phép suy diễn đó là bước chuẩn bị vây cánh cho tương lai. Vì rằng nhìn lại lịch sử của Đảng, chưa bao giờ nhóm hay phe cánh có chỗ yên hàn trong hệ thống chính trị. Sự vận hành bộ máy tổ chức của Đảng và hệ thống chính trị sẽ được công tác nhân sự đi đúng quỹ đạo, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và nhân dân là trên hết. Trước hết, ai đi chệch ắt bị đào thải, nhưng các phe phản động, trái chiều lại công kích rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã hoàn tất bổ sung 4 ủy viên Bộ Chính trị, nhưng viễn cảnh xóa ảnh hưởng của quân đội và công an trong đường lối cai trị độc tài đã mờ nhạt. Rồi tiếp theo là thăng cấp tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước được coi như là trả công của ông Trọng, hoặc tiếp nữa như sự góp mặt của tướng Cường được coi là sự cân bằng quyền lực giữa quân đội và công an trong Bộ Chính trị. Sự thật phải nhìn nhận rằng đây là những phán xét sằng bậy, những suy diễn hồ đồ, vô căn cứ, bởi chúng ta đều đã biết rất rõ quy định bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cao cấp, phải được lựa chọn công phu, cẩn trọng và qua sự sàng lọc từng trải trong thực tiễn, vì liên quan đến những vấn đề hệ trọng chiến lược của đất nước. Mỗi ngành, bộ đều có vị trí, chức năng, nhiệm vụ riêng, không bị chồng chéo hoặc không hoạt động lấn sân sau. Cho nên quân đội và công an cũng vậy, nhưng do tính chất đặc thù là lực lượng vũ trang, nòng cốt trực tiếp, làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ đất nước, bảo vệ đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa. Vì thế quân đội và công an đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của đảng. Nhưng nói hai ngành đó trong đường lối cai trị độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam hay sự cân bằng quyền lực xóa ảnh hưởng của quân đội và công an là khiên cưỡng, phiến diện, vu cáo mang ý đồ phân biệt, kích động, chia rẽ quân đội và công an. Cần nhấn mạnh thêm, trong lĩnh vực xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược của Đảng, không thể cá nhân nào, nhóm nào đó xen vào để rồi tạo ra phe này, nhóm kia. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn là một tập thể đoàn kết, thống nhất vì sứ mệnh lịch sử của Đảng, vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Đó là sức mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam 94 năm từ khi có Đảng. Những kẻ tâm thần chính trị lại nói rằng tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước được coi như sự trả công của ông Trọng.
Còn theo quy định tại Điều 86, 87 Hiến pháp năm 2013 thì chức danh Chủ tịch nước quy định cụ thể như sau. Chủ tịch nước là người đứng đầu nhà nước thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Cụ thể, Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội và chịu trách nhiệm và báo cáo công tác Quốc hội nhiệm kỳ của Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chủ tịch nước tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội mới bầu ra Chủ tịch nước. Trình tự bầu Chủ tịch nước năm 2024, cụ thể tại Điều 33, nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết 71-2022-QH15 quy định trình tự bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như sau. Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Ngoài danh sách do Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, đại biểu Quốc hội có quyền giới thiệu thêm hoặc tự ứng cử vào chức danh Chủ tịch nước. Người được giới thiệu ứng cử có quyền rút khỏi danh sách người ứng cử. Đại biểu Quốc hội thảo luận tại đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội có thể họp với các trưởng đoàn đại biểu Quốc hội để trao đổi về các vấn đề có liên quan. Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về việc giải trình tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội thảo luận tại đoàn đại biểu Quốc hội, trình Quốc hội quyết định danh sách người ứng cử do đại biểu Quốc hội giới thiệu thêm hoặc tự ứng cử nếu có. Quốc hội thảo luận biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước. Quốc hội thành lập ban kiểm phiếu. Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Chủ tịch nước tuyên thệ. Vì vậy, đâu phải chuyện một cá nhân nào thích đưa ai lên làm Chủ tịch nước cũng được, mà các thế lực cứ phán bừa chả căn cứ vào đâu. Việt Nam luôn thượng tôn pháp luật và thực hiện các quy trình nhân sự theo hiến pháp và pháp luật. Kính thưa quý vị, có thể khẳng định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời ở tuổi 80 đã để lại một khoảng trống khó lấp đầy trong đời sống chính trị Việt Nam. Việt Nam chúng ta dưới sự lãnh đạo của Bác đã tiến hành công cuộc chống tham nhũng mang tính sống còn là cuộc cách mạng chống giặc nội xâm, loại bỏ sâu mọt của Đảng. Bác cũng được nhớ đến do đã khởi xướng chủ thuyết ngoại giao cây tre và trở thành Tổng Bí thư đầu tiên của Việt Nam thăm Nhà Trắng của Mỹ. Với tầm ảnh hưởng lớn được ghi nhận cả ở trong và ngoài nước, Bác Trọng để lại di sản mang tính lịch sử là một người cộng sản kiên định. Dù người được lựa chọn kế nhiệm có là Chủ tịch nước Tô Lâm hoặc là ai đi chăng nữa thì vẫn mong rằng sẽ tiếp tục phát huy công cuộc xây dựng đất nước, đặc biệt là tiếp tục phòng chống tham nhũng, chống giặc nội xâm, phát huy những di sản và thành tựu mà Bác Nguyễn Phú Trọng đã để lại. Còn quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Xin để lại dưới bình luận, nhớ đăng ký kênh, ghé qua kênh mỗi ngày. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!